Tôi từng nghĩ cao hổ có thể chữa các bệnh đau xương, nhưng thực sự không phải là như vậy. Tôi từng sử dụng cao hổ để tăng cường sức khỏe nhưng chẳng thấy tác dụng gì. Tôi đã từng tốn rất nhiều tiền để mua cao hổ. Tuy nhiên căn bệnh khớp vẫn hành hạ tôi. Đối với tôi, mua cao hổ chẳng khác gì ném tiền qua cửa sổ. Cao hổ không phải là thần dược. Cao hổ không có tác dụng như mọi người nghĩ. Cao hổ không có tác dụng như mọi người nghĩ. Cao hổ không có tác dụng như mọi người nghĩ. Hãy sáng suốt khi lựa chọn phương pháp điều trị. Vì sức khỏe của bạn, đừng sử dụng cao hổ. Nếu bạn thấy các sản phẩm làm từ hổ bị quảng cáo, buôn bán, hãy gọi cho cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí 1800 1522.